Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Hoàng Sơn có nhận được một cuộc gọi của chị Thủy ở Củ Chi. Chị đã hết bệnh suy thận và có mực trong 4 tháng. Thì hôm nay Hoàng Sơn có xin phép gọi cho chị Thủy để chia sẻ thêm động lực của bà con mình ha. Như bà con mình biết á, là cái bệnh suy thận nó tăng rất là nhanh và nó phải chạy thận, lọc thận đến mức thay thận và nhiều khi ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Nên là cái cỏ mực là một cái bài thuốc rất là đơn giản nhưng mà chữa rất là nhiều người hết bệnh. Nếu mà như mình không bị suy thận mà thận yếu ha, mình vẫn có thể ăn cỏ mực hoặc là mình nấu cỏ mực mình uống giống như uống nước trà đó, rất là tốt. Thì trên kênh Sức Khỏe 60 giây thì Hoàng Sơn có chia sẻ rất là nhiều với cả nhà mình rồi. Nên là cả nhà mình có thể xem lại nghe. Về cái cách bảo quản nè, cỏ mực và cách ăn cỏ mực, hấp chín ăn ha, trước bữa ăn một tiếng thì trên video có rồi. Thì bà con mình xem thêm và rất là nhiều người hết bệnh. Nên là thật sự là quay video này thì chủ yếu là tạo thêm động lực cho cả nhà mình thôi. Để có những cái câu hỏi nó rất là giống nhau, giống như mình ăn cỏ mực như thế nào nè, rồi mình chế biến làm sao nè, rồi mình ăn bao nhiêu là vừa, rồi mình kiêng cữ làm sao, thì có rất là nhiều. Và những người đã hết bệnh rồi đó là đã trải qua cái kinh nghiệm thực tế rồi. Nên Hoàng Sơn hỏi để cho cô chú anh chị chia sẻ lại thông tin. Bà con mình có muốn gọi điện trực tiếp đến người hết bệnh thì cũng hơi khó nha. Tại vì thật sự cái kênh Sức Khỏe 60 giây là có 20.000 người đăng ký và hàng trăm ngàn người đã xem cái kênh cỏ mực. Nên là Hoàng Sơn không thể nào chia sẻ cái số cá nhân cho cả nhà mình được. Thì thật sự những cái câu hỏi của cả nhà mình đều có trên kênh Sức Khỏe 60 giây hết rồi. Cả nhà mình chịu khó xem lại nha. Còn có gì thắc mắc á thì mình cứ làm theo video đó hoặc là có thể liên lạc với Hoàng Sơn ha. Nên là Hoàng Sơn vẫn phải đi làm nên là cái điện thoại á cũng không thể nào nhận hết được những cuộc gọi của bà con. Nên là nếu mà có những gì câu hỏi á, bà con cứ để dưới bình luận thì Hoàng Sơn sẽ tập hợp chung những câu hỏi đó. Mình sẽ tạo một cái video để cho bà con mình cùng tham khảo nha. Để bây giờ em gọi cho chị Thủy ha, cô Chi. Tại vì chị nói chị không rất là ngại không cho ghi hình nên là mình ghi âm nha. Mình gọi ghi âm. Bộ Y tế đề nghị người dân tiêm mũi ăn khi ra khỏi nhà. Cái cỏ mực nó rất là dễ ăn, cả nhà mình có thể hấp chín là ăn ha. Mình hấp chín ăn một ngày 1 đến 2 chén và ăn nhiều hơn bình thường. Ăn nhiều hơn bình thường vẫn không có ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Rồi con mình xem thêm giùm em đang chờ cuộc gọi của chị Thủy. Alo, dạ chị Thủy, em Hoàng Sơn chị. Bây giờ chị cho em xem 5-10 phút để gọi điện được không chị? À dạ, bây giờ chị cho phép em ghi âm cuộc gọi nha. Rồi chị bắt đầu đi. Chị đang có khách. Tí xíu nữa mình sẽ gọi lại, chị đang có khách xíu. Thì như bà con mình biết á, cái cỏ mực mình rất là dễ tìm và rất là dễ trồng ha. Hoàng Sơn thì không có bán, nếu mà như Hoàng Sơn bán thì cái người ta nói là mình bán cỏ mực nên là chắc chắn không có bán, mà cũng không có nhiều để bán nữa. Nên là mình có thể ra xung quanh các khu vực ruộng đồng á, có trồng rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ á có mọc lên tự nhiên rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ bà con mình nên trồng để mình tránh thuốc trừ sâu ha. Có thể những nơi phun thuốc trừ sâu nó khá là nguy hiểm nên là mình nên trồng. Còn không á thì mình nhờ những người thân mình ở quê á, mình nhờ người thân ở quê á, sẽ trồng giùm mình. Thì tại vì cái này á mình ăn tầm tính tháng tính năm lại, ví dụ có người ăn tầm khoảng 1-2 tháng là thấy kết quả liền, mà trung bình em thấy thường là khoảng 6 tháng ha là hết, nhiều người hết bệnh. Như ba em hồi xưa thì phải ăn 1 năm, tại lúc đó ba đi làm ngày ăn có một chén thôi, một ngày ăn một chén nên hấp chín rồi đó, ăn trước bữa ăn thì cũng phải mất cả năm. Em đang có cuộc gọi. Mình đang chờ chị Thủy ha, nên là chờ chị Thủy gọi lại, em lại có cuộc gọi khác nữa. Thật sự em bận như vậy á, nên là cả nhà mình thông cảm nha, em không thể nào bắt hết được những cuộc gọi đâu. Bà con thông cảm, có nhiều cuộc gọi đến nhưng mà em phải từ chối.
Đó, thì trong thời gian chờ chị Thủy thì mình nói chuyện tiếp nha. Đó, thì cái trước khi mình ăn có mực để giảm bệnh á, thì mình phải làm cho bệnh mình đừng tăng nặng. Tại vì có mực nó không phải là thuốc tiên ha, nó tính tháng tính năm. Nên là những cái nào á mà bác sĩ Tây y dặn mình phải theo y chang. Giống như bệnh viện Tây y là giống như cấp cứu á, những trường hợp đó cần bác sĩ can thiệp mình phải theo, và chế độ kiêng cử như thế nào bác sĩ dặn là mình vẫn phải theo nha. Còn có mực thì mình ăn thêm giống như rau muống, nó không ảnh hưởng gì thuốc tây hết, nhưng mà mình ăn kiên trì. Và cái chế độ ăn uống mình phải theo dõi thật là kỹ nha. Ví dụ giống như mình ăn vào thì nó sẽ làm tăng cái creatinin trong máu mình đi, nó thải ra không kịp đi, hoặc ure, thì mình phải giảm chế độ ăn uống lại, giảm đồ ăn mặn nè, giảm gia vị, giảm nhiều thứ lại, giống như mình ăn chay vậy đó. Thì trên video mình có rồi, mình xem thêm. Rồi sau đó cái creatinin nó không có tăng nặng lên á, thì mình ăn có mực để nó sẽ phục hồi thận lại nha. Ok, chị Thủy gọi đây. Dạ em nghe chị. Dạ rồi, vậy chị cho em 5 phút nha chị, cho em ghi âm cuộc gọi nha. À dạ rồi, em mở loa. Dạ. Alo, không sao chị. Mà có cắt ngang á là em điện lại nha, chứ muộn thì chị hết tiền. Ok rồi, để em cúp máy em gọi lại cho chị. Chị sợ cái điện thoại đang hết tiền giữa chừng. Cả nhà mình xong thông cảm nha, tại vì chị Thủy cũng bận. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang. Nên là mình muốn chia sẻ thực tế luôn, mình ghi âm, mình giữ cuộc gọi nguyên vậy nè, để cả nhà mình khỏi nói là cắt ghép hay là video dựng dàn dựng gì cả. Alo. Dạ rồi chị Thủy ha. Dạ rồi, hồi sáng em nghe chị gọi nói là chị hết bệnh sau khi ăn có mực 6 tháng á, chị chia sẻ cùng cùng em với cùng cả nhà mình để tạo thêm động lực chị ha. 4 tháng. À dạ. Chị lúc đó lúc đầu chị phát hiện bệnh là retinin chị bao nhiêu? Là 137 em. 137, dạ là nó qua mức suy thận. Dạ mà lý do gì mình phát hiện suy thận chị? Mình đi khám bệnh sao? Chị bị huyết áp. Mà dạ. Uống huyết áp nó không hạ mà nó tăng hoài luôn á. À. Cứ uống nước vô thì nó hạ chút xíu là bắt đầu tăng lên làm hoài, ngày nào cũng như ngày đấy vậy á. Dạ. Rồi. Chị thấy nó không có ổn, chị mới đi khám. Dạ. Rồi khám rồi bác sĩ khám tổng quát ha. Bị suy thận. Dạ. Mà chị nói nghe cái này không phải là chị dốt. Mà dạ. Mình hỏi giờ không có biết chuyện thận là nó nguy hiểm hay là nó không có thuốc trị, chị đâu dạ. có biết. Dạ. Bác sĩ nó bị suy thận chị cứ nghe chị cũng bình thường, chị đâu có hiểu là nó nguy hiểm cái nào phải không? Nó nguy hiểm như thế nào, chị dạ. cứ nghĩ là nó như là bệnh đau vô tử, bệnh đau nhức nhẹ uống thuốc thì nó sẽ hết. Dạ. Chị cứ nghĩ vậy thôi, chị dạ. cứ bình thường. Chứ chị bác sĩ nói xong chị mới nói vậy. Giờ có kê thuốc bệnh thận trong đó không bác sĩ? Dạ. Cái bác sĩ nó mới nói vậy, không có kê thuốc bệnh thận mà kê thuốc mở máu với huyết áp cho chị dạ. thôi. Dạ. Đó, bác sĩ nói vậy chị cũng cầm lên chị đi về thôi chứ chị đâu có hiểu gì. Dạ. Cái về nhà cái con chị mới hỏi, ủa mẹ xuống dưới khám bệnh sao rồi? Cái dạ. chị mới nói bác sĩ nó suy thận mà không có bán thuốc thận. Dạ. Cái con chị nó đợi ở bệnh thận đâu có hút đâu mẹ. Bệnh thận là ta đâu có thuốc trị. Dạ. Đó, vậy bán thuốc gì cho mẹ? Đó, cái chị mới nói là nó bán thuốc mở máu với lại thuốc huyết áp thôi hà. Dạ. Nó nói trời ơi sao mà bệnh thận dữ như giờ không biết làm sao mà chị bị huyết áp là mới có tháng mấy luôn á. Dạ. Mới một tháng mấy nè. Dạ. Không có bệnh lâu. Dạ. Vậy lúc đó mình mới biết bệnh nó nguy hiểm là không có thuốc trị. Chị mới biết chứ chị đâu có biết, chị tin tưởng nó bình thường như các bệnh khác thôi. Dạ. Rồi lúc đó là mới biết lo lắng phải không? Đúng rồi, tin sụp dữ lắm luôn. Dạ. Má nghe con chị nói mẹ tợ, chị không có muốn đi đâu mà không có... Dạ. Không có muốn tới giờ ăn, cũng không muốn ăn nữa. Dạ. Con chị nói thôi để con lên mạng con câu thôi có cách nào không để...
bệnh chứ để như vậy là làm sao. Dạ. Nó chặt chị ông xã chị không có còn, nó còn mấy đứa con. Dạ. Chị nay nhiêu tuổi chị ha? Chị 50 rồi. 50, dạ. Rồi sau khi mình xem thấy con mực rồi mình có tin không? Tin chứ, chị thấy nhiều clip của em quay đó, nhiều người dạ. Mắc bệnh đó rồi á, cái bắt đầu chị mới phấn chấn lên. Dạ. Đi ở vùng chị là quê người ta cầm màu nhiều lắm. Chị là Củ Chi ha? Dạ. Ừ. Đó, rồi cái lúc đầu thì chị đi hái. Dạ. Đi hái mà tờ đi hái cũng không có bao nhiêu. Dạ. Đó. Về cái uống được mấy ngày cái nó cái mới lên chợ á. Dạ. Cái dặn mấy người bán ra là cái cách này á thì cũng có kiếm. Dạ. Đó, cái có cái người đó kiếm cho chị được nửa ký. Dạ. Cái chị về uống có 2 ngày hết nữa. Nó. Dạ. Cái đi chị bán đồ tập quá nè. Dạ. Cái có cái người mấy người lại mua đồ á, cái dạ. Chị nó hỏi, chị nói ủa làm giường vậy rồi giờ chị có thấy tôi có mực không? Dạ. Cái bánh nó tờ rồi chỗ tôi trồng rau tấm thiếu gì? À, ở đâu chị? Ở cái xung quanh cái chỗ trồng rau hả? Dạ. Ừ, mà là trồng rau tấm là ta không có thịt thú. Dạ, đúng rồi, sợ cái đó đó. Ta chỉ nhận vỡ thôi. Dạ, mình cẩn thận cái chỗ đó. để tôi hái rồi tôi gửi xuống cho hiếm. Dạ. Vậy á. Cái vài bữa cái con gãy xuống cho chị 2 ký bịch 2 ký. Mừng quá ha. Dạ. Cái chị uống cái 2 ký chị uống từng lễ nhẹ. Dạ. 2 ký là uống từng. Mình bỏ ngăn mát tủ lạnh bảo quản hả chị? Chị bán thịt quá bán đá rồi nè, chị bỏ thùng đá. Bỏ thùng đá. Dạ. Đá. Ừ. Rồi mình ăn có khó ăn không? Ăn có khó ăn không? Cái non á thì dạ. Ăn nó cũng dễ ăn lắm mà dạ. Mấy cái già cái em biết nó hơi đắng đắng. Dạ. Nó hơi đắng. Cái chế độ ăn uống chị sao, chị kể cho cả nhà mình nghe cách mình kiêng cử. Chị hả ăn ít lắm. Dạ. Sáng thì chị ăn sáng ăn bánh canh cái này kia đồ thì chị ăn cũng khoảng một chén thôi. Dạ. Nhưng mà không ăn thịt, chỉ ăn bánh thôi. Dạ. Đó, bỏ thịt ra. Kiêng cử nhiều ha. Trưa chị cũng ăn một chén cơm với lại một khứa cá thôi, cá thì chị hấp hoặc luộc. Dạ. Hoặc là bỏ vô nấu canh. Dạ. Chứ là không ăn món mặn mà không ăn món kho, không ăn chấm, dạ. Rau thì ăn đồ lạc luôn. Dạ. Rau luộc hay rau sống thì chị cũng dạ. Ăn lạc. Mà chị cử là cử mấy cái loại rau mà lá xanh đậm á em. Dạ. Rau mà lá xanh đậm là nó kali nhiều lắm. Dạ. À, những màu đậm màu xanh là dạ. Mấy cái bác sĩ mà tư vấn sức khỏe đó em. Dạ. Người ta cũng có dặn mình là mấy cái loại rau lá đậm á. Xanh đậm là hồi nãy em quên hỏi cái chỉ số mà sau khi chị hết bệnh á, lúc đầu mà mình xét nghiệm là 137. 137. Rồi sau đó chị ăn có mực bao lâu rồi mình đi xét nghiệm lại? Chị ăn 1 tháng. Không phải là 1 tháng nhưng mà bắt đầu chị khám bệnh về là tới 1 tuần lễ sau mới coi được cái clip của em. Dạ. Là chị ăn có 3 tuần. Dạ. Ăn đúng 3 tuần là chị xuống khám là đúng 1 tháng chị khám đó. Dạ. Là nó giảm còn lại là 109. Tốt quá ha. Dạ. 109 là xuống giảm 28 á. Dạ. 28 chỉ số đó. Rồi tiếp sau đó chị. Xong rồi cái 1 tháng sau là chị uống 1 tháng nữa là 4 tuần á. Dạ. Và xuống tháng đó là còn lại 100 chẳng. Xuống nữa. Dạ. 100 chẳng. Lại xuống có 9 chỉ số. Là mình đo 2 lần vậy là chính xác rồi phải không? 2 tháng cách nhau giờ là chính xác rồi. Dạ. Xong rồi cái chị tới số tháng thứ 3 là xuống bác sĩ không cho xét nghiệm nữa. Dạ. Nó nói xét nghiệm hoài, rút máu hoài cũng không có tốt. Dạ. Giờ thận nó đang yếu. Dạ. Nó không có tạo máu được. Dạ. Mà cứ rút hoài. Dạ. Thôi là bây giờ thấy nó giảm rồi vậy. Giờ gắng thuốc uống cho 1 tháng. Rồi dạ. Tháng sau xuống hải xét nghiệm. Đó là cái tháng thứ 2. Dạ. Rồi tháng thứ 3 là nó không cho chị xét nghiệm. Dạ. Rồi tới tháng thứ 4 là bữa 22 tháng 4 2021. 22 tháng 4 á. Dạ. Đó. Cái chị xuống mới xét nghiệm lại là nó còn lại là 76. À. Nó tụt về cái mức bình thường luôn. Dạ. Ừ. Mừng quá. Là cái mức cho phép nữ là 44 tới
280. Dạ, giờ là lọt vô phụng khung bình thường, tốt rồi. Dạ, nếu vậy thì mình coi cái đồ ăn uống mình á ổn định lại rồi mình kiêng cử cũng vừa thôi để mất sức nghe. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng là đi đo, kiểm tra. Rồi. Dạ. Em biết không? Chị mất 10 kg luôn đó. Dữ vậy hả? Chị 58 kg dạ. Mà giờ còn có 48. Vậy là mình cứ rồi. Ăn uống bình thường lại xíu nhưng mà hạn chế những cái gia vị mặn, muối, ngọt, đường, những cái đó đó giảm lại. Mình ăn vừa phải chứ đừng có ăn quá sức giống như một cái người khỏe mạnh ăn quá tải. Dạ. Đúng rồi. Chị không có hiểu nên chị mới hồng tôi mới hỏi em đó. Dạ. Để mình không biết rồi mình ăn dạ. Bừa bãi rồi. Vậy là đầu tiên là chị cái độ chế độ kiêng cử của chị là quá tốt đúng không? Rồi sau đó chị cũng kiên trì ăn cỏ mực. Chị ăn cỏ mực một ngày ăn mấy cử? Hai cử không? Chị ăn hai cử trưa với chiều. Dạ. Uống luôn. Là chị lặt chị lấy cái nông chị hấp á dạ. Là cái thân á thì chị hấp xong rồi chị đâm dạ. Đâm ra rồi uống là cũng hai cử tươi với chiều mà uống thì uống bụng đói dạ. À, rồi cái lá non chị hấp á thì chị ăn chung với cơm cho nó đỡ ngán dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha dạ. Còn ký gì cần nhắc bà con không, khuyên bà con không đặng sao để được sức khỏe vậy rồi. Rồi hả? Dạ rồi chị, vậy là trong vòng 4 tháng mà mình giảm bệnh quá tốt rồi nên là mình kỹ về sức khỏe một chút nha. Không có y y nữa nha. À, dạ. Chị mừng quá trời luôn, con chị cũng mừng nữa. Dạ. Rồi chị. Rồi cảm ơn chị. Dạ rồi cảm ơn chị đã chia sẻ tạo động lực thêm cho bà con. Dạ. Rồi bye chị Thủy nha. Dạ tạm biệt chị. Thì Hoàng Sơn cũng chia sẻ thêm xíu để bà con mình thấy là thực sự có rất là nhiều người hết bệnh nhờ cỏ mực. Nhưng mà không phải ai cũng cho phép Hoàng Sơn ghi âm lại cuộc gọi. Giống như chị Thủy là ngại lên hình thì mình ghi âm ha. Nên là bà con mình có cứ thông cảm. Tại vì thực sự là khi mà mình lên hình về người khác nói mình bị bệnh thì không cho ghi âm, ghi hình thì cũng đúng. Nhưng mà thực sự nếu mà bà con mình có duyên á, đã được cái cỏ mực trị hết bệnh suy thận, thì khi mình hết rồi mình nên chia sẻ thêm động lực lại cho bà con. Ví dụ giống như Hoàng Sơn nói trên kênh Sức Khỏe 60 giây đã có hết rồi những câu hỏi giống nhau, nhưng mà tại sao Hoàng Sơn vẫn làm để cho cả nhà mình thấy là rất là nhiều người hết bệnh và rất là nhiều người có cái cách kiêng cử giống nhau ha. Mình có một cái điều rất là giống nhau đó, chung đó là một là kiêng cử chế độ ăn uống thật là tốt, cái này bác sĩ Tây Y dặn ha, kiểm tra sức khỏe mình thường xuyên. Rồi cái thứ hai nữa là mình ăn cỏ mực, mình ăn đều đặn và kiên trì. Rồi mình qua cái thứ ba nữa mình tập thể dục nhẹ nhàng nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hy vọng bà con mình có nhiều sức khỏe và có thêm thông tin. Bà con mình chia sẻ thêm cho nhiều người nha. Còn nếu mà có gì thắc mắc thì cứ để bình luận bên dưới. Rồi hẹn gặp lại bà con mình ha. Tạm biệt.